Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong đêm qua, vùng gần tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11 đã bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sáng nay, bão đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình cho đến Bắc Nghệ An và sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ trưa nay ngày 17 tháng 8, thì vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Việt-Lào. Trong 24 cho đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão số 4 ở huyện đảo Bạch Long Vĩ ngày hôm qua, gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Huyện đảo Cô Tô, gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9. Sóng biển trên vịnh Bắc Bộ cao từ 4 cho đến 6 mét, biển động rất mạnh. Đến sáng sớm nay ở vịnh Bắc Bộ vẫn có mưa bão, gió mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Cũng do ảnh hưởng của bão trong sáng nay ở trên đất liền, khu vực ven biển các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, cường độ gió đã tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Riêng tại Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Thanh Hóa, gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Hoàn lưu của bão số 4 không chỉ gây gió mạnh mà kèm theo cả mưa bão. Từ đêm qua cho đến ngày 18 tháng 8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa cả đợt ước tính từ 250 đến 350 mm. Trọng tâm mưa rất to tập trung ở khu vực Đông Bắc, Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, riêng hai tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa, lượng mưa có khả năng lên tới 400 đến 500 mm cả đợt. Tại thủ đô Hà Nội cũng sẽ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300mm một đợt. Do mưa lớn từ hôm nay cho đến ngày 18 tháng 8 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên trên hệ thống sông Hồng, Thái Bình, sông Hoàng Long từ 2 cho đến 4m, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 3 đến 7m. Đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long, sông Bùi và thượng lưu sông Mã có khả năng lên mức báo động 2 cho đến báo động 3. Riêng sông Bưởi lên báo động 3 và trên báo động 3, thượng lưu sông Thái Bình ở mức báo động 1. Nguy cơ cao sẽ xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là ở các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An, ngập úng tại các vùng trũng thấp tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các đô thị, bao gồm thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Phủ Lý, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa và Nghệ An. Trong khi đó, ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ ít chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4, nên mưa không xảy ra mạnh mẽ như ở các tỉnh phía Bắc. Mưa rào chỉ xảy ra vài nơi ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ cao nhất ngày ở đây phổ biến từ 30 đến 32 độ. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào phổ biến là ít mưa, ban ngày trời nắng mạnh. Nền nhiệt cao nhất từ 33 cho đến 35 độ. Mặc dù không chịu tác động trực tiếp từ cơn bão số 4, nhưng đây lại là nguyên nhân khiến cho gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nên tại đây tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng. Cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn dông. Chuyển sang thông tin thời tiết ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tại hai vùng biển này đều có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động, thời tiết không thuận lợi cho hoạt động hàng hải của tàu thuyền. Như vậy là hôm nay thì bão số 4 tiếp tục gây mưa gió mạnh ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày hôm nay của Đài Truyền hình Số VTC. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.